Hồi cuối cùng cũng đến trường rồi, không biết tại sao trường lại gọi mình vào nửa đêm nửa hôm như vậy không? Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Ông, là thằng Tèo đây mà, sao lại ở đây? Tèo mày có đang nghe tao nói hay không? Im lặng chút đi, ông ta đang nhìn tao kìa. Tao cũng như mày thôi, mới tới cũng chẳng biết gì cả. Nhưng có một thứ mà tao chắc chắn biết, đó là hôm nay ông thầy chủ nhiệm của mình có gì đó khác với mọi ngày đấy mày ạ. Mày ngó thử lên bản mà nhìn xem. Tèo mày cứ nói đùa qua không vui đâu. Nửa đêm mà bị gọi lên trường kiểu này hơi bị sợ đấy. Chắc là hiệu trưởng gọi lên thông báo mai nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 ấy. Mày xem phim ma hơi nhiều rồi đấy Tèo. Tao không đùa, mày nhìn xem là thấy ngay. Tao không ngờ mày đùa dai vậy luôn á. Ủa, đúng không phải thầy chủ nhiệm như mọi khi này. Trật tự nào. Ê hâm, đã hết thời gian quy định tới trường. Những học sinh còn lại không tới lớp vì bất kỳ lý do gì sẽ phải đăng xuất khỏi thế giới. Cái gì cơ, mình có nghe nhầm không vậy? Đăng xuất là đăng xuất theo nghĩa đen luôn đấy hả? Hay bị đuổi khỏi lớp học mà? Thưa thầy, em mới tới ạ. Cái gì? Thật luôn đấy hả? Cậu bạn đó biến đâu mất rồi? Hả? Chuyện này là sao? Ta nói mà các người không nghe sao? Những ai không tuân theo luật của ta sẽ phải đăng xuất xuống Underworld để gã gác cổng dưới đó thưởng thức. Tương truyền rằng những ai đã xuống thì không có cách nào để rời khỏi đó cả. Giờ muốn rời khỏi đây, các người biết mình cần làm gì rồi chứ? Đây là nơi mà ta sẽ đặt ra chính những quy tắc bất ổn do bản thân tạo ra, đúng ngay tại chính ngôi trường mà các người đang học. Những ai không tuân theo những gì ta nói sẽ có kết cục như thằng đeo mắt kính bà nãy. Các người rõ chưa? Thưa thầy, hình như thằng ngồi gần thằng đần cuối lớp biến đâu mất tiêu rồi ạ. Người nói cái gì cơ? Thôi chết, giờ mới để ý thằng lúc nãy giờ biến đâu mất rồi. À khoan, mày mới gọi ai là thằng đần đấy hả? Trật tự, thằng đó có thể đi đâu được chứ? Giờ nhắc mới nhớ ra, hình như gã trong lớp mình đã thấy đâu đó rồi thì phải, nhưng chẳng thể nào nhớ ra được là sao nhỉ. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, lúc này phải ưu tiên chạy trốn mới được. Vãi, hình như gã phát hiện mình chạy trốn rồi, phải mau trốn thôi. Thằng kia, rốt cuộc mày đang ở đâu vậy hả? Có ra đây không thì bảo, tao bắt đầu cảm thấy bực mình rồi đấy. Mày mà bị tao bắt được thì chỉ có nước xuống làm bữa, ăn cho quái vật thôi nhé con. Muốn giữ mạng của mình thì về lớp ngay, tao sẽ về lớp đợi mày. Tao cũng chẳng muốn tốn sức đâu, vì đằng nào mày cũng chẳng thể thoát. Ông ta nói đúng, giờ mình chưa có bất kỳ một manh mối nào cả, muốn trốn cũng khá khó khăn. Giờ chắc phải ngoan ngoãn về lớp để theo dõi tình hình thêm thôi. Dạ nãy em có đi vệ sinh mà quên không xin phép thầy ạ. Hi hi, có gì thầy bỏ qua cho em lần này đi ạ. Lần sau nếu có đi em hứa sẽ xin phép đàng hoàng. Ê mày đi đâu vậy hả? Xém nữa bị bắt luôn rồi chứ đùa. À tao đi vệ sinh thật mà. Mày chớ lo lắng thái quá. Mày nói vậy với thằng bạn thân của mày như vậy mà coi được sao? Chắc tao tin quá. Trật tự ngay, xem ra mày đọc tình hình khá tốt đấy. Tuy nhiên do mày đã lẻn ra khỏi đây khi tao đang giải thích luật chơi, phải có cái giá cho việc theo ý thức vừa rồi đúng chứ? Thằng mũ xanh kia sẽ phải thay cho mày. Ơ nãy giờ em có làm gì đắc tội với thầy đâu. Khoan đã, chúng ta có thể nói chuyện. Tại mình mà anh bạn kia không dỡ được đến, nào không có thời gian để buồn bã đâu. Giờ còn không mau bắt đầu trò chơi của đêm đầu tiên thôi nào.